Malta, island country located in the central Mediterranean Sea. A small but strategically important group of islands. The archipelago has, through its long and turbulent history, played a vital role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean and in the interplay between emerging Europe and the older cultures of Africa and the Middle East. As a result, Maltese society has been molded by centuries of foreign rule by various powers, including the Phoenicians, Romans, Greeks, Arabs, Normans, Sicilians, Swabians, Aragonese, Hospitallers, French, and British. The island of Malta specifically played a vital strategic role in World War II as a base for the Allied powers. It was heavily bombarded by German and Italian aircraft, and by the end of the war, Malta was devastated. In 1942, the island of Malta was presented with the George Cross, a British award for great gallantry, in recognition of the wartime bravery of the Maltese people. After the war, the movement for self-governance became stronger. The country of Malta became independent from Britain and joined the Commonwealth in 1964 and was declared a republic on December 13, 1974. It was admitted to the European Union, EU, in 2004. A European atmosphere predominates in Malta as a result of close association with the continent, particularly with Southern Europe. The Maltese are renowned for their warmth, hospitality, and generosity to strangers, a trait that was noted in the Acts of the Apostles with respect to the experience of Saint Paul the Apostle, who was said to have been shipwrecked off Malta in 60 CE. Roman Catholicism is a major influence on Maltese culture. Various traditions have evolved around religious celebrations, notably those honoring the patron saints of towns and villages. The eight-pointed, or Maltese cross, adopted by the Hospitallers of St. John of Jerusalem in 1126, is commonly linked with Malta's identity and is printed on the country's euro coin. Valletta is the capital city. Roman Catholicism is a major influence on Maltese culture. Various traditions have evolved around religious celebrations, notably those honoring the patron saints of towns and villages. The eight-pointed, or Maltese cross, adopted by the Hospitallers of St. John of Jerusalem in 1126, is commonly linked with Malta's identity and is printed on the country's euro coin. Valletta is the capital city. The islands of Malta are dominated by limestone formations, and much of their coastlines consist of steeper vertical limestone cliffs indented by bays, inlets, and coves. They lie on the submerged Malta Hybling Platform, a wide undersea shelf bridge that connects the Ragusa Platform of southern Sicily with the Tripolitana Platform of southern Libya. The main physical characteristic of the island of Malta is a well-defined escarpment that bisects it along the Victoria Line's fault, running along the whole breadth of the island from Point Ir Rahib near Fom Ir Ribe to the coast northeast of Gargar at Madlina Fort. The highest areas are coralline limestone uplands that constitute a triangular plateau, Tazuta, which rises to 830 feet 253 meters in the southwest, is the highest point. The uplands are separated from the surrounding areas by blue clay slopes, while an undercliff area is found where the coralline plateau has fallen and forms a subordinate surface between the sea and the original shore. The total shoreline of Malta is about 136 miles, 219 kilometers. In northern Malta, the escarpment is occasionally abrupt and broken by deep embayments. To the south, however, the plateau gradually descends from about 600 to 830 feet, 180 to 250 meters, into undulating areas of Globigerina, derived from marine protozoa limestone less than 300 feet, 90 meters, in elevation. The western area is characterized by deeply incised valleys and undercliff areas, while to the east there are several valley systems that descend to the central plains. The west coast of Malta presents a high, bold, and generally harbourless face. On the east, however, a tongue of high ground known as Mount Seberas, on which the capital city, Valletta, is built, separates Marsam Exit Harbour and Grand Harbour.
Because of tectonic activity, Malta has been tilted in a northerly direction, producing cliffs of up to about 800 feet, 250 meters, high on the south and southwestern coasts, while slopes descend to low cliffs and rocky shores on the northern and eastern coasts. The landscape of the island of Gozo is characterized by broken upper coralline mesas, with the highest point being Tall Bibigi Hill, 636 feet, 194 meters. Gozo has a gentle easterly dip, so the lower coralline limestone, which forms high cliffs on the west coast, declines to below sea level but reappears on the east coast at Kala Point. Semicircular bays have formed on coastal cliffs where sinkholes have been invaded by the sea. Manta, quốc đảo nằm ở trung tâm biển Địa Trung Hải, là một nhóm đảo nhỏ nhưng quan trọng về mặt chiến lược. Quần đảo này trải qua lịch sử lâu dài và đầy biến động, đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đấu tranh giành quyền thống trị Địa Trung Hải và sự tác động qua lại giữa châu Âu mới nổi với các nền văn hóa lâu đời của châu Phi và Trung Đông. Kết quả là, xã hội Manta đã được nhào nặn bởi nhiều thế kỷ thống trị của ngoại bang bởi nhiều thế lực khác nhau, bao gồm người Phoenicia, người La Mã, người Hy Lạp, người Ả Rập, người Norman, người Sicilia, người Suebia, người Aragon, người Bệnh Viện, người Pháp và người Anh. Hòn đảo Manta đặc biệt đóng một vai trò chiến lược quan trọng trong Thế chiến thứ hai như một căn cứ cho các cường quốc đồng minh. Nó bị máy bay Đức và Ý bắn phá dữ dội, và vào cuối chiến tranh, Manta bị tàn phá nặng nề. Vào năm 1942, đảo Manta đã được trao tặng Thánh giá George, một giải thưởng của Anh cho sự dũng cảm vĩ đại, nhằm ghi nhận lòng dũng cảm trong thời chiến của người Manta. Sau chiến tranh, phong trào đòi tự quản trở nên mạnh mẽ hơn. Đất nước Manta độc lập khỏi Anh và gia nhập khối thịnh vượng chung vào năm 1964 và được tuyên bố là một nước cộng hòa vào ngày 13 tháng 12 năm 1974. Nó được gia nhập vào Liên minh châu Âu EU vào năm 2004. Bầu không khí châu Âu chiếm ưu thế ở Manta do sự liên kết chặt chẽ với lục địa, đặc biệt là với Nam Âu. Người Manta nổi tiếng về sự nồng hậu, hiếu khách và hào phóng với người lạ, một đặc điểm đã được ghi nhận trong công vụ các sứ đồ liên quan đến kinh nghiệm của Thánh Phaolô, vị tông đồ, người được cho là đã bị đắm tàu ngoài khơi Manta ở 60 CN. Công giáo La Mã có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Maltese, nhiều truyền thống khác nhau đã phát triển xung quanh các lễ kỷ niệm tôn giáo, đặc biệt là những lễ tôn vinh các vị thánh bảo trợ của các thị trấn và làng mạc. Cây thánh giá tám cánh hay còn gọi là chữ thập Manta, được Bệnh viện Thánh John của Jerusalem thông qua vào năm 1126. Thường được liên kết với danh tính của Manta và được in trên đồng euro của đất nước. Valletta là thành phố thủ đô. Công giáo La Mã có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Maltese, nhiều truyền thống khác nhau đã phát triển xung quanh các lễ kỷ niệm tôn giáo, đặc biệt là những lễ tôn vinh các vị thánh bảo trợ của các thị trấn và làng mạc. Cây thánh giá tám cánh hay còn gọi là chữ thập Manta, được Bệnh viện St. John of Jerusalem áp dụng vào năm 1126, thường được liên kết với danh tính của Manta và được in trên đồng euro của đất nước. Valletta là thành phố thủ đô. Các hòn đảo của Manta chủ yếu là các thành tạo đá vôi, và phần lớn đường bờ biển của chúng bao gồm các vách đá vôi dốc hoặc thẳng đứng được tụt vào bởi các vịnh, cửa hút gió và vịnh nhỏ. Chúng nằm trên nền tảng Manta Island ngập nước, một cây cầu rộng dưới đáy biển kết nối nền tảng Ragusa ở miền nam Sicily với nền tảng Tripolitana ở miền nam Libya. Đặc điểm vật lý chính của đảo Manta là một vách đá được xác định rõ ràng chia đôi nó dọc theo đường đứt gãy Victoria, chạy dọc theo toàn bộ bề rộng của hòn đảo từ Point Irahep gần vịnh Form Erie đến bờ biển phía đông bắc Catua tại Matliana pháo đài. Các khu vực cao nhất là vùng cao đá vôi Coralie, tạo thành cao nguyên hình tam giác Ta Juta, cao tới 253 mét ở phía tây nam, là điểm cao nhất. Các vùng cao bị ngăn cách với các khu vực xung quanh bởi các sườn đất sét xanh.
trong khi một khu vực dưới rừng rậm được tìm thấy nơi cao nguyên Coralie đã sụt giảm và tạo thành một bề mặt phụ giữa biển và bờ nguyên thủy. Tổng bờ biển của Manta là khoảng 136 dặm 219 km. Ở phía bắc Manta, vách đá đôi khi đột ngột và bị phá vỡ bởi các vết sâu. Tuy nhiên, về phía nam, cao nguyên thấp dần từ khoảng 600 đến 830 feet, 180 đến 250 mét thành các khu vực nhấp nhô của đá vôi Globigerina có nguồn gốc từ động vật nguyên sinh biển ở độ cao dưới 300 feet 90 mét. Khu vực phía tây được đặc trưng bởi các thung lũng và các khu vực rừng rậm, trong khi ở phía đông có một số hệ thống thung lũng chảy xuống vùng đồng bằng trung tâm. Bờ biển phía tây của Manta thể hiện một bộ mặt cao, đậm và nói chung là không có bến cảng. Tuy nhiên, ở phía đông, một dải đất cao được gọi là núi Sebera, nơi xây dựng thành phố thủ đô Valletta, ngăn cách cảng Massamset và cảng Grand. Do hoạt động kiến tạo, Manta đã bị nghiêng theo hướng bắc, tạo ra những vách đá cao tới 800 feet 250 mét ở bờ biển phía nam và tây nam, trong khi các sườn dốc xuống các vách đá thấp và bờ đá ở bờ biển phía bắc và phía đông. Cảnh quan của đảo Gozo được đặc trưng bởi các lớp men coralline phía trên bị đứt gãy, với điểm cao nhất là đồi Ta Divieghi 194 mét. Gozo có chu kỳ giảm nhẹ vào mùa đông, do đó đá vôi coralline thấp hơn, tạo thành các vách đá cao ở bờ biển phía tây, giảm xuống dưới mực nước biển nhưng lại xuất hiện trên bờ biển phía đông tại Kalapoy. Các vịnh hình bán nguyệt đã hình thành trên các vách đá ven biển, nơi các hố sụt bị biển xâm thực.